Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở về với khóa học JavaScript cơ bản Creative Studio và mình là Sơn Nguyễn. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về lệnh script key và toán tử ba ngôi trong JS. Thì lệnh script key và toán tử ba ngôi là những cái lệnh dùng để rẽ nhánh chương trình. Chúng ta sẽ ít sử dụng cái lệnh if-else nhiều hơn mà chúng ta nên sử dụng cái lệnh này. Bởi vì những cái tính năng ưu điểm của những cái lệnh này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi với lệnh sweep key trước. Thì sweep key là một cái quy trình nó sẽ có cái, trong cái ngoặc đấy nó sẽ có cái biến, và trong những cái biến đấy thì nó sẽ có từng cái kiểu giá trị một, là giá trị một, giá trị hai, giá trị ba. Thì với mỗi cái giá trị đấy thì chúng ta gọi cái giá trị đấy là giá trị case, case 1. Case 1 thì tương ứng với value 1. Thì trong cái case đấy thì chúng ta sẽ có một khối lệnh riêng, và trong cái case 2 nó có khối lệnh riêng, và nó tương tự như là cái else ấy thì sẽ là default. Và cuối cùng ấy, nếu không vào trong tất cả những cái giá trị đấy thì nó sẽ thực hiện cái dòng lệnh cuối cùng. Thêm vào đấy thì cái này thì mình chỉ có một cái giá trị là mình ghi là cái biến đấy thôi. Và những cái giá trị của nó, biến và những giá trị của nó, thì chúng ta có thêm hai cái là cái break, là để ngắt cái dòng lệnh, có nghĩa là khi thực hiện xong rồi nhé thì nó sẽ ngắt khỏi, break là ngắt, là thoát khỏi cái switch case đấy. Còn default là cái cuối cùng, đi vào cái cuối cùng, thực hiện xong default thì nó sẽ thoát khỏi cái này. Bây giờ chúng ta sẽ làm ngay ví dụ nhé. Ví dụ như là có một cái tuổi của một cái bạn đi, nếu mà bạn ấy bằng bao nhiêu tuổi ấy, thì sẽ in ra cái tuổi đấy của bạn. Đấy, được chưa? Chúng ta sẽ làm như thế nhé. Thì đây là cái dòng code hôm trước của chúng ta. Chúng ta sẽ xóa cái mã script đi nhé. Chúng ta sẽ để file demo JS thôi, giữ chuột phải Ctrl hiện file demo. Ta sẽ khai báo biến va này, tuổi của men đi sẽ bằng một số như là 35 đi. Rồi lần trước thì mình sẽ là if else, bây giờ mình sẽ là switch case. Switch này, cái biến này, xong rồi mở ngoặc mà nhé, switch này variable, và cái ngoặc trong cái này là ngoặc này chính là thể hiện cái khối lệnh của cái switch đấy. Đấy, được chưa? Switch này, case. Đây, nếu như cái này bây giờ giá trị của nó này, giá trị của nó bằng 10 thì ta sẽ có một cái mở ngoặc bên trong này, 10 này, 2 chấm thì này, ta sẽ còn slope cái tên biến ra và cái giá trị của nó rồi. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có thể có tầm 10-15 cái này, 3-4-5 đấy, là 20 này, 30 này, 40 này, 50 này. Còn cái cuối cùng chúng ta sẽ là default, đúng không? Default này, sẽ vào này. Nhớ là chúng ta phải có câu nữa là break ở đây, break. Nếu chúng ta cứ làm thủ tục đúng như đã, xong tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem mà có break thì không có break thì nó khác nhau như thế nào. Nhá, có break và không có break thì khác nhau như thế nào. Không, cái default thì không có break nhé. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta nhìn agreement thì mình sẽ phải ghi cái này ra đó. Là người này, agreement 20 này, nó khác nhau tí nữa bạn hiểu. Chứ còn cái này in ra giống nhau thì được chưa? Thì vẫn là 35 nhé. Nó sẽ không nằm trong những cái giá trị này, và nó sẽ chạy đến cái cuối cùng. Đây, argument default. Đây, argument default 35. Thì tham số variable có giá trị 1 thì những đoạn code nằm bên trong case 1 sẽ được thực hiện. Ngược lại, nó sẽ xảy xuống case tiếp theo. Nghĩa là nếu một variable có giá trị là variable 1 này thì nó sẽ thực hiện cái do something này. Và ngược lại, không có thì nó sẽ nhảy, nó sẽ so sánh tiếp với cái giá trị 2. Không có thì cuối cùng nó sẽ về default này. Đấy. Và chạy xong thì nó sẽ thoát khỏi cái switch case. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhé.
thử thử các trường hợp, như là trường hợp chúng ta ghi là trường hợp không có default và trường hợp không có break. Đấy, bây giờ thì mình bỏ default nhé, bỏ default đi, mình sẽ chạy xem nó thế nào. Và nó không có cái gì cả, coi như là nó chỉ là cái lệnh if thôi, không có cái gì không xảy ra, được chưa? Bây giờ nhé, nếu như mà mình bỏ cái break này đi, bỏ break này đi thì nó sẽ như thế nào? Bạn đoán thử xem không có break thì sẽ như thế nào. Đấy nhá, bây giờ nó là 35. Đó, liệu nó có chạy qua từng cái hay không? Đấy, không có break mình lót lại lần nhé, các bạn xem nhé. Đấy, và nó sẽ vẫn là agreement default 35. Agreement default 35, không có cái sự rõ ràng này đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển sang này. Mình sẽ chuyển sang và nó là cái say 10 này. À không, cái say nó mình sẽ 30 đi. Đấy, nhìn thấy chưa? Bây giờ xuất hiện sự khác biệt đấy. Xuất hiện đấy. Đấy, và nhìn thấy chưa? Nếu có break ấy, thì bạn sẽ thấy là nếu có break thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ chỉ vào 30 thôi. Nhưng mà đây này, đây là có ba, có đúng 30, nghĩa là có một cái giá trị trong này thì nó sẽ vào tất cả cái này luôn. Nó vào tất cả cái break này luôn. Đấy, vào tất cả cái break luôn. 30 này, 40 này, 50 này. Thấy chưa? 30 này, 40 này, 50 này. Thế bạn hiểu có nghĩa là cái break này có giá trị như, có ý nghĩa như nào? Thì cái break này có ý nghĩa là khi mà đã thỏa mãn được cái câu lệnh của cái 30 rồi thì nó sẽ thoát cái switch cây này luôn. Chứ còn nếu mà không có break ấy, thì nó sẽ bỏ qua cái này và nó đi thẳng cái dòng lệnh này và có những cái tiếp theo, và nó cho rằng là cái cây này đã đúng rồi thì những cái tiếp theo này cũng đúng. Đấy, switch cây nó ngu thế, phải có break thì nó thông minh hơn. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Giờ có break nhá. Có break thì nó chỉ thực hiện một thôi. Đấy, thực hiện một thôi. Giờ bạn phải ghi nhớ này, có break và không có break, và có default và không có default trong switch cây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra một cái khá là tiêu biểu là toán tử ba ngôi trong JavaScript. Cái này thường dùng rất là nhiều, dùng nhiều hơn là if else. Thì tại sao lại hay sử dụng toán tử ba ngôi? Toán tử ba ngôi thật ra nó cũng là if else thôi, nhưng mà cái cách viết của nó thì ngắn gọn hơn và nó tiện lợi hơn. Đó. Vì chúng ta nhớ là if else là như nào? If này, conditional này, rồi thì là nếu mà if đúng thì sẽ ra giá trị 1, nếu mà else thì ra giá trị 2 đúng không? Nếu true thì sẽ ra cái giá trị 1 này và false thì ra giá trị 2. Nhưng toán tử ba ngôi ấy thì chúng ta sẽ ghi cái câu lệnh chúng ta vào đây nhá. Xong rồi chúng ta sẽ mở điều kiện này. Cái dấu phải chấm này là để ghi rằng là nếu mà cái này đúng, nếu mà true thì sẽ nhảy sang value 1. Hai chấm là tất cả cái này đều sai ấy, thì sẽ nhảy sang giá trị 2. Đấy, nếu conditional đúng thì toán tử sẽ trả về giá trị 1, nếu mà sai thì sẽ trả về giá trị 2. Đấy, được chưa? Thì cái này nó sẽ ứng dụng rất là nhiều cho chúng ta trong chúng ta việc chúng ta viết code. Chúng ta sẽ cùng thử nhé. Cùng thử này. Và Sơn Nguyễn đi. Sơn Nguyễn bằng xấu trai đi. Mình nhận xấu trai, mình chả bao giờ nhận đẹp trai cả. Rồi. Con slope đi. À, toán tử bao ngôi đúng không? Mình sẽ đặt một cái đấy là variability ship trừ sơn này sẽ bằng này. Rồi bên trong này chúng ta sẽ có là cái biến của nó là sơn nguyễn, được chưa? Sơn nguyễn là so sánh nhá, 1 2 3 nhé, bằng với lại đẹp trai nhé. Nếu sơn nguyễn bằng đẹp trai thì in ra màn hình đó, in ra màn hình là gì nhỉ? Anh Sơn đẹp trai đúng không? Anh Sơn đẹp trai đúng không? Và nếu mà không ấy, mình bỏ cái này được cho các bạn nhìn rõ. Thường thì các bạn để dấu ngoặc được không thì sẽ lại con số lốc sẽ ra là anh Sơn xấu trai nhá. Các bạn hiểu không? Khi mà mình nhấn nét thì cái break thì nó tự tách thì nhìn nó đẹp hơn, nghĩa là tên nhé, tên một cái biến nhé, Sơn Nguyễn này
xong so sánh bên trong này. Anh Sơn đẹp trai, nếu mà cái này đúng ấy thì sẽ chạy cái quả chấm, nếu mà sai thì nó sẽ chạy dấu hai chấm này. Thế anh thử nhé, số trai tất nhiên là không bằng đẹp trai rồi, nó sẽ chạy cái anh Sơn số trai thôi. Rồi mình chạy lên này, con dốc anh Sơn số trai đấy. Và bây giờ mình sẽ thử là cái cách mà tiện lợi hơn so với lại cái toán thử ba ngôi là như thế nào. À, toán thử ba ngôi tiện lợi hơn so với IBL như là bạn nhìn này, đây IBL cũ nhé, thì bạn sẽ phải viết rất dài dòng này, đây, ít này lớn hơn ba thì, L lớn hơn ba thì đấy, thì sau đó mình ví dụ con slope này ra. Nhưng mà nếu mà cái này mình chỉ cần khai báo này, xong rồi mình chạy mỗi một dòng thôi, đấy, tiện lợi chưa, một dòng bằng 4-5 dòng bên này. Nhưng mà bạn để ý nhé, là cái này ấy, là bạn chỉ IBL thường thôi, còn IBL lồng nhau ấy, IBL lồng nhau ấy, thì bạn sẽ phải viết cái này dài hơn một chút. Cái này thường là dùng IBL thay cho cái này. Thì mình nói với các bạn như này nhé, thì hạn chế dùng IBL lồng nhau của chúng ta sẽ nên phức tạp hóa cái câu điều kiện này, nên phức tạp hóa cái câu điều kiện này để tránh IBL lồng nhau. Và khi phức tạp hóa được cái câu điều kiện này rồi thì cái câu lệnh của bạn này nó sẽ tối giản hơn, nó sẽ minh bạch hơn, rõ ràng hơn. Và kể cả sau này làm dự án lớn nữa thế, thì cuối cùng là mình sửa cái gì, mình chỉ sửa mỗi câu điều kiện thôi, chứ mình đừng có sửa hàng ngàn những cái dòng code như thế thì không ai làm được đâu. Lúc đấy bạn sẽ thực từ cực kỳ đau đầu, và chỉ cần sai một dòng thôi thì nó sai cả dự án. Và đây mình sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Buổi sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về function ở trong JavaScript. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại.